Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Và giờ đây, bài học tiếp theo của chúng ta, đó là bài số 5. Đó là biên tập video ở trên Camtasia 8.6. Thì tôi đang có ở đây là cái phần Camtasia 8.6. Và khi các anh chị làm chủ đề hay là biên tập một video nào thì tôi sẽ sử dụng cho một cái là âm nhạc, thấy không? Và cái đây là cái video, ở đây cái hình ảnh, ở đây là video. Thì tôi làm trước phim về âm nhạc và đó cũng là một cái chủ đề rất là hay nếu quý vị có thể làm về YouTube. Ở đây là cái phần bài học về biên tập. Thì đây quý vị vào biên tập Camtasia 8.6 và 9.0, mình sẽ copy vào hết open. Thì trong đây mình đã có được 3 số ở trong cái phần Camtasia 8.6. Thì bây giờ để mình kéo xuống, nó có hai cách. Một là quý vị có thể, đây là một video, mình có thể lôi xuống là đầu tiên rồi xóa. Và cái thứ hai quý vị có thể đích chuột phải Add Timeline ha. Thì cách nào nó cũng đưa xuống hết nha. Được chưa? Rồi, bây giờ để trước khi mình biên tập, thì nếu quý vị mà biên tập rồi, nếu mà quý vị chọn cái khung đó là 1280 nhân 720 ở trong cái video, thì mình phải làm như thế nào để cái chuẩn này chuẩn YouTube, chuẩn video của YouTube? Thì quý vị phải chỉnh những cái thông số như thế này. Thì ở đây quý vị sẽ thấy nó là 820 x 460, đúng chưa? Rồi quý vị sẽ đích vào trong đây, rồi quý vị sẽ kéo xuống đây, và ở đây nó có chuẩn là maximum 720 VHD, thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Còn nếu quý vị muốn chọn một kích thước nào khác nhỏ hơn hay gì đó thì quý vị có thể đánh, ví dụ có thể là 1280, bỏ cái clip up này, 1280 x 720. Rồi, như vậy nó cũng là cái chuẩn đó. Đấy, và đây là cái khung chuẩn. Được chưa? Rồi, tiếp đến mình sẽ kéo giãn ra. Kéo giãn nắm những cái góc cạnh này. Được chưa? Đó, là tôi đã chuẩn cái khung. Và bây giờ tấm ảnh này tôi muốn thảy lên đây. Đấy, ví dụ tôi muốn làm một cái logo về âm nhạc NSS, đúng không? Rồi, bây giờ quý vị sẽ xem. Bây giờ ví dụ tôi không muốn sử dụng cái phần hình ảnh này của người ta. Đây là cái biên tập cơ bản. Được chưa? Rồi, ở đây là cái cách 1 để mình biên tập. Và tấm ảnh này quý vị có thể để đâu? Quý vị cũng có thể để đây. Rồi, được chưa? Và cái tấm ảnh này quý vị có thể là chỉnh nè, thấy không? Nhỏ to và mình sẽ ít sử dụng qua mấy cái này ha. Rồi bây giờ tôi bỏ ngay dưới. Nếu mà cái video này giờ tôi sẽ tắt cái này ra, tôi chỉ muốn lấy tấm hình này đi. Đó, bây giờ thí dụ cái bài tập của chúng ta là sử dụng cái ảnh này và âm nhạc của NSS, đúng không? Rồi tôi cũng đề là mà chúng ta sẽ không có cái chạy này thôi ha. Còn không thì chúng ta có thể biến tấu. Đây, tôi sẽ cho cái này nó nhảy, mà chúng ta không phải lấy cái kia, tại cái kia là cái phần bản quyền của người ta.
Đấy không? Đấy, tôi làm như thế này và đây tôi chọn cho là tấm ảnh. Đó. Rồi, ở đây là tai nghe. Được chưa? Rồi ở đây tôi lại sử dụng gì? Để sử dụng cái music này. Đó. Và trong cam 8.6 thì nó sẽ không có độ nhảy bên kia. Thì mình sẽ biên tập như vậy. Đấy, và cái cơ bản là mình sẽ làm như vậy, đúng không? Quý vị muốn sử dụng nhạc NCS, đúng không? Đó, cái này mình tự sáng tạo lên thôi, nên để đưa logo nhạc mình lên. Đó. Rồi, thí dụ ở đây nó bị mọc quá, đúng không? Mọc quá thì giờ tôi muốn cho cái này nó xoay đi. Giống như cái đĩa nó chạy vậy đó, thấy không? Cho đây. Ở giữa hai tầng sóng. Thì cái đĩa này nó sẽ xoay vòng vòng để cho nó nhìn bắt mắt. Mà tôi sẽ cho nó chạy qua đây. Đây, này là có thể nắm góc cạnh việc kéo giãn được nè. Đích vô đây để mình xoay vòng vòng nè, được chưa? Đấy. Ok ha. Đó là những cái cách để chúng ta biên tập. Và bây giờ tôi sẽ làm nhanh. Rồi, sau khi có được như thế này hết rồi, đúng không? Rồi, bây giờ ví dụ tấm ảnh này nó không có, nó bị phản lại cái này quá. Cái trắng cái đen này nó mạnh quá. Vậy tôi phải lấy cái này ra để tôi lấn át bớt. Thì tôi sẽ vào cái ứng dụng Mo Visual. Được chưa? Rồi, tiếp đến và quý vị click vào cái thanh đĩa này nha. Tôi sẽ cho nó chạy vòng này. Tôi vừa biên tập và tôi vừa hướng dẫn cho các anh chị làm cái chủ đề này luôn nha. Rồi, đấy. Thì bây giờ để nó xoay vòng thì như thế nào? Bây giờ quý vị sẽ đầu tiên click vào cái này. Và mũi tên lúc này của mình nó phải để ngay từ đầu. Mình cho một cái, thấy không? Add animation. Thì đây nó sẽ có một cái dấu chấm nhỏ này. Và ở đây thí dụ là 3.600, 7.200. Các vị sẽ nhân lên gấp 5, gấp 6 lần cho tôi. Cái độ vòng tròn này. Gấp 5, gấp 6. Thì là 7.200. 14.400. Bây giờ tôi cho là trừ 14.400, 7.200 đi, trừ 7.200 rồi, trừ 7.200. Rồi là cái độ vòng của nó sẽ xoay rất là nhanh. Bây giờ tôi sẽ kéo cái mũi này nè, quý vị sẽ xem. Bây giờ sẽ cho nó chạy thử coi. Còn không là quý vị cũng có thể chơi đâu. Kéo ra đây. Mà kéo ra đây thì sao? Đó. Chơi ché. Thật ra nó đang chạy lên đây lại nè quý vị. Tại vì mình đã tạo một cái animation trước. Thì khi mình kéo một cái vật nào ở trên cái khung mình biên tập thì nó sẽ lại chạy về lại cái chỗ cũ khi mà nó qua lại cái animation 2. Quý vị hiểu cái vấn đề này ha. Hoàng hướng dẫn là cũng sẽ tương đối nhanh. Có gì quý vị đây, bây giờ tôi muốn lấy cái đĩa này bỏ vào đây và tôi để cái tỷ lệ nó là nằm ở đây. Rồi khung này tôi cho là trừ 7200 là cái vòng quay của nó.
độ xoay vòng đó. Chưa, là tôi phải add một animation. Rồi tôi mới cho cái độ là -7200. À không phải, sorry. Cái này độ zoom. Xin lỗi. À, cái này là nó dùng cho cái việc khác. Mà quý vị biết cách sử dụng cái này thì rất là tuyệt vời thôi. Rồi tôi cho nó nhỏ lại. Rồi. Được chưa? Rồi ở đây thì quý vị sẽ ở đây nó sẽ chạy vòng tròn. Thì ở đây tôi sẽ cho là -7200. Được chưa? Rồi giờ quý vị nó sẽ coi. Sorry. Tôi chưa add animation bằng không trước. Rồi giờ tôi phải add xuống nè. Add trước nha, nó là bị sai luôn. Đây chưa tấm hình. Đây nó bị nhảy cái dưới cùng là sai. Bởi vì phải đúng nha, đúng cái tấm mà cái đĩa CD này nè, còn nó add. Rồi ở đây nó ba mình định 360, giờ tôi chọn là 7200. Thì cho nó độ vòng xoay nó lên, thí dụ là 7200 mà cộng cho 3600 nữa. 3600 có nghĩa là 10600, tức là 10600. À không được. Rồi mình sử dụng -72 rồi cái phòng lập nó đầy đủ rồi. Rồi. Ở đây mình sẽ kéo dài đến đây thử rồi, nửa bài coi. Ở quý vị coi cái vòng quay của nó như thế nào. Đó, thì đại loại là như vậy ha. Còn ở đây quý vị có thể viết chữ lên. Ví dụ là NCS no copyright, quý vị qua cái phần này. Mình lúc này phải click vào cái khoảng trống. Thì mình mới chỏ cái này ra được. Thì lúc này quý vị mới thêm test vô được. Đây tôi thêm test. Đây tôi kéo giãn ra. Rồi tôi sẽ đánh vào trong cái khung này. Đấy, ở trong 8.6 thì phải đánh trong khung. Còn bên 9.0 thì mình quýnh thẳng vô cái phần hay chỗ biên tập ở đây nè. Đấy, nó tiện ích rồi. Được chưa? Thì ở đây quý vị sẽ đánh vô cái ví dụ là NCS. Rồi. Ở đây tôi ghi là no copy right. No copyright. Rồi NCS quý vị có thể cho lớn lên. 36. Ở đó màu trắng đi đúng không? Bây giờ tôi sẽ sử dụng cho nó màu vàng luôn, màu xanh. Và cái no copyright này tôi sẽ cho nó lớn lên xuống. Và ở đây tôi cho nó là màu vàng luôn. Rồi bây giờ nó nằm ở đây, quý vị kéo giãn nè. Kéo giãn ra không? Ở này nó bất tiện là kéo giãn, cái chữ nó không có giãn. Vậy như thế nào? Giờ quý vị sẽ cho nó lên lớn rồi. Nào. Đây, đây. Thì cái này tôi cho nó đỏ lên màu trắng đi. Sao mình có thể dùng chuột kéo tới kéo lui được.
Rồi. Chào quý vị cho nó chạy thử ha. Thì quý vị đã làm ra, còn ở đây mình có thể thêm cái hình khác cũng được. Quý vị có thể lên đây, mình sẽ tìm một cái tấm ảnh khác cho nó bắt mắt hơn. Ví dụ tôi lấy tấm này. Tấm này tôi nghĩ chắc phù hợp đây nè. Tôi sẽ đích tải về miễn phí. Rồi ở đây tôi sẽ nhập cái mã captcha vô. Quá. Tôi tải về. Rồi. Ở đây tôi sẽ copy ra ngoài. Rồi. Ở đây 8.6 đúng không? Tôi sẽ bình lại cái copy mình in media desktop. Lấy tấm ảnh vô. Để cho nó phù hợp thì mình có thể đổi tấm ảnh. Thấy không? Mình sẽ bỏ tấm ảnh này đi. À, mình kéo xuống như đây. Kéo dạng ra hết. Bảo vệ sẽ chỉnh cái khung này. Được chưa? Rồi, bây giờ anh thử ha. Đó, để con nữ vĩ để kéo vô. Rồi, như vậy đâu vì đã có được một cái sụt mới nhạc nó có copyright mà nó cũng có cái nhảy nhảy từng sóng này. Đúng không? Rồi, rất là tuyệt vời ha. Rồi, chúng ta nghe thử rồi. Rồi, bây giờ ví dụ cái tầng sóng này nó nằm đây. Vừa quý vị qua đây đúng không? Thì nó, tôi muốn cho nó nhanh hơn đi. Thì qua cái này giờ không lẽ giờ mình phải chỉnh vô lại đúng không? Thì quý vị click vô Control C và đến ngay cái mức này nè, quý vị ngắt ra dùng tô test. Nhắc ở đây một là stick nè, hai là nhấn chữ F. Và nó có đây đúng không? Thì quý vị sẽ copy cái animation này. Mình paste vào đây. Đó, thì quý vị sẽ xem nó sẽ chạy tiếp. Rồi nó không được. Thấy không? Nếu mà nó không được như vậy thì mình chịu khó mình làm lại một lần. Đúng không? Đầu tiên là gì? Add số. Rồi quý vị. Vẫn là gì? Trừ 7200. Rồi tôi cũng kéo lên. Rồi tôi xem nó ra nó chạy. Rồi tại sao nó chậm thiệt là chậm. Bây giờ tôi phải xóa lại. Tại vì khi mà nó đang nằm ở đây quý vị, đấy, này chúng ta phải chuyển nó về lại số 0. Tại chúng ta đã qua một cái track mới thì chúng ta phải cho nó về 0. Đấy không? Thì chúng ta mới add animation vào. Và quý vị mới chọn vào đây từ 7200 là cái vòng tua nó trở về lại 360 độ. Rồi giờ quý vị sẽ nhìn lại. Và trước khi mà chạy á, mới nhớ sửa lại cái này nha. Mà giờ mình sửa đi nó sẽ nhảy qua một cái animation mới. Đúng không? Đó, thì cái sửa sẽ hơi cực. Nhưng mà quý vị nắm được cái cơ chế thì mình làm nhanh thôi, không có gì mà lâu cả, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ làm lại cho quý vị xem từ cái này luôn.
À, thì phải bỏ cái này luôn, tại vì sao cái này nó chưa có đẹp, nó phải đổi cho nó ra giữa. Giờ tôi sẽ đứt vào hai cái, đúng không, nó phải nằm ngay giữa. Ừ, đúng, cho nó bự ra xíu đó, đấy, vậy nó hợp lý hơn đúng không. Tôi sẽ kiểm tra lại bên đây, ở bên đây hai, bên đây chưa được, tại mình đã tắt hai like, mình phải chỉnh cho hai like cho nó đẹp rồi. Ok, như vậy bây giờ tôi phải làm lại cái animation nữa vào đây. Rồi khi add, quý vị phải để ý giùm đây, mình cho nó về không luôn, thấy không, rồi mình sẽ add. Rồi sau đó quý vị đánh vào trừ 7200. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ kéo cho đến cái mức này luôn, rồi quý vị sẽ xem. Rồi giờ tôi qua xem này. Ở đây thì là tôi cũng hẹp vào, và tôi cũng là trừ 7200. À, và ở đây nó có một cái hay nữa, nó đảo. Ở đây ví dụ tôi cho là thêm 360 đi, để quý vị sẽ xem nó như thế nào. Để kéo lại, nó vừa đảo và nó vừa chuyển á, để coi. Thì như vậy thì nó nhìn rất là bắt mắt luôn quý vị. Đấy. Rồi. Rồi tôi sẽ cho nó ngắn lại. Rồi ok. Như vậy á, là cái cách để chúng ta biên tập thì quý vị có thể thêm. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại, sau khi tôi biên tập xong, tôi chỉ còn một cái bước xuất ra nữa thôi. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại. Thì đầu tiên là quý vị sẽ tìm những cái sụp video và hình ảnh. Và cái thứ hai là quý vị sẽ điều chỉnh lại ở trên đây. Và chúng ta sẽ sử dụng đến là cái phần chữ, đúng không? Của bên cái color. Và bây giờ tiếp đến chúng ta đây sử dụng một cái hiệu ứng xoay, đúng không, đó là gì, Visual Profession. Đấy, thì chúng ta đang sử dụng ba cái này thôi là quý vị có thể biên tập rất là nhiều thứ trên đời rồi. Và nãy giờ có một điều nữa là quý vị có để không, là tôi chưa sử dụng đến chuyển cảnh. Chuyển cảnh đó là nằm ở đâu, quý vị click vào cái Transition. Rồi, chuyển cảnh này chắc cũng phải một cái bài khác tôi mới hướng dẫn, thấy không, quý vị bắt vô đó, những nơi nào nó có thì chúng ta bỏ vô đó, bỏ vô thì bỏ vô quý vị nó thấy nè. Tôi cho quý vị xem nằm đâu đây này. Hiệu ứng chuyển cảnh này mình có thể zoom lên kéo về cho cái độ thời gian xa hay là gần lúc nó chuyển cảnh này nè, đó, thấy chưa, là cái lúc này là đang chỉnh vô cái đĩa, đúng không? Đó là cái cách để chúng ta sử dụng và biên tập hoàn thành một cái phần cơ bản nhất ha. Và quý vị có thể xem lại bài thật là kỹ. Rồi bây giờ đến cái phần xuất ra. Phần xuất ra thì như thế nào? Phần xuất ra thì quý vị sẽ sử dụng trong đây. Được chưa? Rồi quý vị chọn ở đây. Đấy, kích thước 720. Đối với vít là nét. Rồi chúng ta lại xuất file. Đó, chúng ta tìm đến cái ổ ổ D hay ổ
của chúng ta, được chưa? Bảo vệ súp ra, được không? Tuy là trời chấm NCS nha, NCS 01 rồi. Giờ tôi chỉ còn sale rồi. Ở đây nè quý vị, thấy không? Orange Eye Rodent File Into Sub Folder là có nghĩa nó sẽ tạo ra một cái folder nữa, thì sau đó nó mới có cái sub video của chúng ta nằm ở trong đó, được chưa? Và cái nơi xuất thì nó sẽ là folder OE. Bây giờ tôi click vào Finish để quý vị sẽ xem nó chạy. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video clip chia sẻ của mình. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nha. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận những video clip mới, chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nha. Dưới đây là những video clip hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình chữ nhật phía dưới để xem video clip nha. Chúc các bạn xem video clip vui vẻ và chúc bạn thành công. Chào các bạn.